quay ngang. Hôm nay mình hướng dẫn là cách kiểm tra trượt bi đài nhá, thay bi đài nhá mọi người nhá. Đây này, đây này, đấy, bấm là nó xe xe thế này nhá, đấy nhá. Giờ chúng ta để mà tháo được cái bưởng này, chúng ta sẽ phải tháo một mảnh nhựa này này, một cái nhựa ở đây này, mảnh cái nhiếm này mới mặt nạ nhá. Bắt đầu mình sẽ tháo nhá. Đầu tiên chúng ta tháo cần số nhé. Ra sau chúng ta tháo bốn ốc này nhé, nhưng mà con này có bảo vệ thì chúng ta sẽ tháo thêm một con ở đây nữa nhé. Bình thường chỉ tháo bốn ốc ốc này nhé, một ốc đây, hai ốc đây, ba ốc đây, bốn ốc đây. Bắt đi đấy, bắt đi đấy. Thường cái bảo vệ này, thêm bảo vệ này thì chúng ta tháo thêm một ốc này nhé. Không máy đâu, bật điện rồi chứ. Bật điện liên quan gì máy đâu. Gần đến lúc được ăn cái phục vụ đấy chứ. Ở đường thì không cũng cái công chính. Cô mẹ phục vụ kia là phục vụ. Sao thảo lúc cái màn này mà mang vào đi cũng vướng. Những con thì cần thảo cũng có con. Muốn sửa trượt đi đây chúng ta tháo ốc 14 này nha, xong tháo lấy vam tháo cái này nhé. Chúng ta vam cái này thì chúng ta lên lấy một cái ống này của phi sau nhá, của sim OEM pha cũ ấy, chúng ta cho vào đây nhá, để chống khi chúng ta vam vào là cái đầu vam này này. Nó chống ở đây là nó sẽ bị tòe, mà nó tòe rồi không vặn được ốc nhá. Gặp những con chặt là sẽ bị tòe đấy. Tòa này mọi người, chúng ta lên có cái này này.
chống vào đây, ép luôn thẳng vào cái này để chống tòe cái này nhé. Nếu mà tòe cái này là lúc chúng ta bắt con ốc kia là sẽ tòe ra. Con này kẹt hết lò xo. Chỉ tiết G7 để cho nó bung ra nhé. Này chúng ta chế cái này là nó xo phanh nhá. Nó xo phanh phanh nhỏ nhá. Của mà phanh nguôi yết nhá. Và móc vào đây, mài nhọn đầu này nhá, xong chúng nó móc vào đây nhá để chúng nó nuôi ra. Mấy con này chết. Ui giời, chết tất 3 con. Anh à, anh cầm múa gõ em. Anh bảo gõ của anh. Có vào đầu Covid đấy chứ. Có em. Trong trường đồ ấy con ạ. Gì này là do nước nó vào nhé. Này chúng ta cầm cái này, chúng ta chế mài nhọn đầu này, xong chúng ta móc vào đây này, ta bừa không đóng ra nó sẽ ra. Xui được luôn. Nó ấy bỏ cái gì ra xịt.
không nó sủi thế này nó rung rung cái bẩn nó ra gì ra thì không thả xem. Vâng. Đấy, đang ra. Trước khi thay bi đè thì chúng ta sẽ lấy thước cặp nhé, chúng ta cặp thử vào nhé, xem nó đến đâu nhé. Đo lấy cái to hơn nhá, to hơn một chút nhá. Bi đề này nó có 5 cốt nha, nếu mà nó hết 5 cốt thì là chúng ta phải thay bát đề nhé. Này, cái này dương này. To hơn cái này. To hơn một chút nha. Ta lắp vào để dương lên. Cho ít vào đây nhá, cái khe này để chống gì nhá, gì nó bị ấy thế nào, nó sẽ bị tụt cái này vào trong thì nó sao không đẩy được ra thì nó sẽ gây ra trượt nhá. Lấy mảnh cái gáp như này nhá, nó kê vào đây nhá, xong vừa kê vừa đè nhá, để cho nó vệ sinh sạch cái này nhá.
cũng bị bám cho nó bám đều. Đây nhá, cho nó mịn thế này rồi, sạch rồi nhá. Sau rồi chúng ta lắp vào. Này, quay ngược này thì nó mắc này, quay xuôi thì nó trượt này, quay xuôi mà trượt này, xong quay ngược thì mắc là ok nhá. Ok, quay xuôi này mà mắc thì là bi đề to quá nhá, thì chúng ta giảm bớt nhá. Mà ví dụ quay ngược này mà không bị bám thì là ok nhá. Còn nếu mà ví dụ mà quay xuôi này mà không bám nên là bi là vẫn bị trượt nha. Quay ngược là ok này. Trượt ok. Được. Rồi chúng ta bắn ốc này vào nhé. Đây sửa cò à? Giờ vẫn phải đi học à? Hay học em chơi gì? Thế thì chơi đợi anh tí nhá. Từ trời đến rưỡi xong. Ok mà. Thì sau em mang tiền. Chúng ta dùng súng bắn ốc nhỏ này, chúng ta để số nhỏ thôi nhá. Bắn vào nó đâm thôi. Số to quá nó sẽ trơn ốc của nó. Mồm thôi nhá. Giờ bây giờ chúng ta test thử nha. Đấy. Đề mà tính đề mà nó hơi xè xè chạy theo một tí xong thì nó nhảm ra thì là ok nha. Thì thay bi đề chúng ta sẽ được bền nó lâu hơn so với các cái như là bấm đề cái mà nó nhảy ra cái mà nó thôi luôn thì là nó sẽ nhanh chuyển bi đề nha. Đây này, chúng ta lại kiểm tra lại nhé. Đấy, đề rồi mà nó vẫn xè một tí xong thì nó mới nhả. Thế là tiêu chuẩn của nó là như thế nhé. Mọi người thấy video của mình hay thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nhé. Và cho mình một like nhé.